Sáng hôm nay em cập nhật clip một con cái bô xin mẫu thùng dầu mẫu bay chữa BB tầm 9 tháng anh chị. Đó. Đuôi thì phết gót, xương cẳng cối, qua đen thui, kỵ đuôi chờ bá, lông da đỏ mặt, bò rất là hiền dạng anh chị. Đó. Qua đen thui nè, sụp hông cúp đít rồi. Đó. Còn nó lộn đó anh chị, nó còn lộn thấy không? Cái sưng thu lên ấy máy mạnh lắm anh chị ơi, con nằm đây nè, rất là hiền dạng, vu vật đó anh chị ơi, cái thùng hết nấu luôn, xương thẳng đó, yếm dày. Xương cẳng tướng hình lông da yếm dậu đó, thì anh chị cần có mua giống nó chữa nó tổ vụ con nó máy kìa 9 tháng anh chị đây nè vũ nè quá trời có đúng không đúng khoảng mấy phần ra 8 phần đó anh chị ơi. Nhưng mà nó chữa căng tháng nó căng bụng qua wow, trời cái nè con mái nè chữa bờ bên anh chị chín tháng anh chơi chiều cao thì tầm 1m3 hơn đó. Mẫu thùng dầu mẫu Mumbai thì như cục đất rồi anh chị cần thì tới bò giống thì nó mang xem tham khảo còn những con bò giống nó chạy đó anh chị ơi. Thì khô hết lần